Thường thường á, những dịp Tết đến xuân về, được nghỉ cả tuần lễ chắc các bạn vui lắm đúng không? Mình á thì cũng vui, nhưng mà nửa vui nửa buồn. Mình đố các bạn là tại sao á? Vui là sắp được nghỉ Tết, còn buồn á là tôi bị bệnh viêm màng túi mấy ông ơi. Đây là những chai Coca Clear New Formula, có tác dụng là hỗ trợ làm trong nước đẩy lùi mùi hôi tanh, đánh bay khí độc. Ta nói đây còn một gỗ nữa nè. Khi mà Tết được nghỉ cả tuần lễ á, thì mình đâu có hai nước đâu. Chính vì vậy thì việc bổ sung vi sinh á, để mà hỗ trợ làm trong nước là một việc không thể thiếu. Đó, đây là cái dạng hồ kiến của tôi nè. Bây giờ thì mình sẽ đi chăm vi sinh cho từng hồ cho các bạn xem nha. Sẵn cho mấy ông ngắm cá luôn. Nhìn thấy mấy con bồ lưu tu bát này có đẹp không? Xịt xịt kiểu này không biết tới chừng nào nữa. Thôi để tôi mở nắp ra đổ luôn cho nó lẹ. Tiếp theo là cho bọn nó ăn một ít cám trộn T10 để mà bổ sung dinh dưỡng nè. À, mà các bạn thường cho cá ăn cám bằng cách nào vậy? Còn mình á, những lúc lười lười, mình sẽ rải trực tiếp lên trên mặt hồ luôn. Cá nó sẽ bù lại ăn. Nhưng mà nhược điểm của cách này á, dễ làm dơ nước vì cám trôi dạt ra khắp hồ. Còn những lúc siêng á và chu đáo, mình sẽ bổ sung thêm coi ca bác em để mà trộn vô cám nha. Cái loại này á là men tiêu hóa kết hợp vitamin cao cấp của nhà coi ca. Đó, mình chỉ cần xịt vô trong cám, bo bo hoặc là Artemia, sau đó thì đem đi cho cá ăn thôi. Nhìn mấy bài cá nè, có đã không mấy ông? Đi ra đây cho ăn một vòng nữa là đã có thể yên tâm nghỉ Tết rồi.